Chết rồi, sao mỗi lần gặp lại là mỗi lần càng thích hơn vậy ta? Yên tâm đi. Có gì khi nào chia tay á thì nhớ báo cho anh nha. Anh Cường. Ủa, này, có chuyện gì mà em tới đây vậy? Em tới đưa đoạn cho anh Tú. Tú này, may mắn quá ha. Tú Tú nó đang có ca mổ ở trển rồi. Ờ vậy hay là em để lát anh đưa cho. Anh đưa giùm anh Tú nha. Rồi, ok bé. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy em về trước nha. Bye bye Hằng. À, chết rồi, sao mỗi lần gặp lại là mỗi lần càng thích hơn vậy ta? Vậy mà hồi đó sao mình kêu thằng Cường nó giả mình làm cái gì? Chi cho bây giờ rắc rối vậy? Alo, em nghe anh. Ủa em, hôm bữa em nói với anh là em chia tay với bé Hằng á. À, khi nào vậy? Anh hỏi làm gì? Trời ơi em, chuyện này liên quan tới anh mà cưng. Anh phải hỏi chứ. À, hồi nãy á, bé Hằng có đem cơm tới cho em. Nhưng mà yên tâm nha, anh sẽ ăn giùm em nha. Anh Tú, anh làm vậy anh không sợ người yêu anh giận hả? Anh chia tay Thư rồi. Cái gì? Hồi nào? Mới hôm qua nè. Cho nên bây giờ anh là người độc thân vui vẻ. Anh có thể ăn cơm của Hằng thoải mái luôn mà không sợ gì hết đó. Yên tâm đi, anh sẽ ăn hết, không chừa một miếng nào đâu cưng. Thôi bây giờ anh tới giờ đi khám bệnh rồi. Có gì khi nào chia tay á thì nhớ báo cho anh nha. Báo cái gì mà báo? Alo? Alo anh Tú. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.